Vinh ơi, cho anh mượn xe anh đi sang chợ mua đồ cái. Mua đồ đồ cơm. Xe anh không đi. Bây giờ mày bảo đi xét 1.000 vào chợ thì đi thế nào? Đi xe gật lặng gần 2,5 tạ, lại gần vòng vòng trong chợ, lại còn ầm ầm người ta mắng ra cho ấy. Chợ quê đâu phải là ở trên thành phố đâu mà đi xét 1.000 đi chợ. Đi anh mượn rồi, mượn chìa khóa nữa. Từ mỗi hôm anh vẫn đi mà. Dạ, nhưng mà mọi hôm là lên ra 400 đi nó còn dễ, lặng nó còn nhẹ nhẹ. Đây. À. Bây giờ con dép 1.000 ta lặng 2,5 tạ quay đầu các thứ kiểu gì? Thôi đi về sớm, em đi tập gym á. Tập gym á? Ừ, anh đi chợ một tí thôi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vẻ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip cho Vinh tiền lẻ. Tôi mượn xe Vinh tiền lẻ là để cho nó nhá các bạn nhá. Tôi sẽ lấy xe máy của Vinh tiền lẻ đi cày bừa. Không nói nhiều đâu, bây giờ tôi sẽ tiến hành màn tròn của tôi luôn. Cho Vinh xe Vinh tiền lẻ đi cày luôn. Đi số 1 luôn. Từ từ các bạn ơi. Tôi cởi cái áo trắng ra đã. Tôi sợ đi xuống ruộng nó bẩn cái áo trắng của tôi. Vứt luôn ở đây. Ok. Let's go. Ôi, bỏ dép ra luôn. Bỏ dép ra các bạn ơi. Sợ xuống đây mất luôn cả dép phải chết. Không đi được à? Xe khả năng ngập nước không đi được các bạn ạ. Không đi được các bạn ơi. Cái bùn ở đây nó gọi là lát quá. Tôi phải dắt cái xe lên rồi đi chỗ khác. Xe của Vinh này hỏng các bạn ơi. Tôi cho xe xuống ruộng giờ hỏng rồi. Giờ không đè lên rồi. Xe lổ máy rồi, tuyệt vời. Bên trong bô có nhiều nước quá. Xe của Vinh rất là bền. Cho xuống ruộng ngập nước mà không hỏng. Tôi đi cày bừa tiếp đây các bạn ơi. Để đi cày bừa các bạn ơi, tuyệt vời.
tôi cho xe Vinh Hiển cày bừa xong rồi. Bây giờ tôi sẽ tròn ác một phát nữa, đó là tôi sẽ ngâm ốc xe Vinh Hiển luôn, để xem xe máy của Vinh Hiển khi ngâm ốc này có làm sao không nhé các bạn nhé. Nhìn xe Vinh Hiển dưới nước mà tôi cứ buồn cười các bạn ạ. Không biết phản ứng của nó khi xem được cái đoạn clip này sẽ như thế nào nữa. Thử ngồi lên xem như thế nào. Selfie, lấy điện thoại chụp ảnh nhau đăng Facebook để trêu nó nha các bạn nhá. Ôi buồn cười quá bạn ơi. Tôi chụp ảnh mà buồn cười quá. Tội xe Vinh Hiển thật đấy. Bây giờ tôi sẽ úp ảnh lên Facebook để xem phản ứng của Vinh Hiển xem ở nhà nó có biết không. Đăng ảnh Facebook chưa? Cho xe Vinh Tiền Lẻ đi tắm. Ok, đang chia sẻ rồi. À quên, chưa bật mạng, quên. À, ok, up lên. Rồi, xong rồi. Xem có ai like chưa, Nhìn mấy cái ảnh này buồn cười quá các bạn ơi. Ôi, có người comment rồi, các bạn ơi. Để xem là phản ứng người ta như nào nhá. Gắt này, hư anh. Có hai người like rồi. Vinh Tiền Lẻ gọi các bạn ơi, Vinh Tiền Lẻ gọi. Chết rồi. Vinh Tiền Lẻ gọi. Alo. Anh làm gì thế em đấy? Anh chẳng may ngã xuống ngoài. Anh đang ảnh của em bên đầu tắm nó xe thì gì? Đâu, anh bị ngã xuống mương. Ui, lạnh quá, bây giờ anh đang cho xe mày về đây. Cố lên đi, tất xe xẻo với xe em rồi, yên lên. Hỏng không ở đâu, anh vớt lên rồi. Anh bị ngã từ đấy mà. Đùa đi, không biết hay anh lại làm gì xe em hả? Anh không cho đâu, anh chẳng may ngã xuống mương thật mà. Đùa đi, đi lên đi, hỏng hết xe em, tổ tí em này, hỏng xe em bảo nhá. Không hỏng xe được, anh bị ngã mà. Em không biết tí hỏng xe anh nhưng mà em bảo anh. Ok, bây giờ anh ra đây, anh về đây. Tiến đăng lên và tắm xe, đùa chứ. Vừa đăng lên Facebook, Vinh để gọi điện cho ngay, bảo sao Vinh xe nó bị như thế. Ôi dồi, buồn cười quá các bạn ơi. Xem bao nhiêu like nha các bạn nha. Tắm cho xe rồi, tắm. 55 like rồi. Và 13 ha ha. Toàn ha ha thôi các bạn ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ vớt xe của Vinh Nhật Nẻ lên. Không thì Vinh Nhật Nẻ nó giết tôi các bạn ạ. Tắm cho xe đàng hoàng. Không mà mình đăng lên Facebook là tắm cho xe, mà không tắm cho xe thì mang tiếng. Tắm rửa sạch sẽ cho xe là mang về cho Vinh Nhật Nẻ. Tôi để xe máy này ở dưới nước được 15 phút rồi. Thôi vớt lên thôi. Mai Vinh Nhẻ mà xem được clip chắc là nó khóc các bạn ạ. Vừa ngồi xem clip vừa khóc. Ok, bây giờ tôi vớt xe lên nha. Các bạn ơi, hỏng xe của Vinh Nhẻ rồi. Bây giờ đè nó không lên nữa rồi. Chết rồi. Chắc là cháy buji rồi hay là cái gì đó. Hỏng xe rồi. Phát này chết rồi. Phát này Vinh Nhẻ giết tôi các bạn ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ dòng xe về để xem phản ứng của Vinh Nhật Nẻ khi xe nó hỏng như nào. Tôi đang trên đường dòng xe về cho Vinh Nhật Nẻ đây. Khổ quá, đi tròn cuối cùng hỏng xe của nó. Về không biết ăn nói nào với Vinh Nhật Nẻ đây. Lại còn đăng ảnh trên Facebook trêu nó chứ lại. Chết thôi. Phát này về nó từ mặt anh em. Anh em tôi chắc từ mặt nhau các bạn. Đè không lên. Hình như là xe ngập nước. Người ta bảo là không được đè sao ấy. Mà tôi vẫn cứ đè mạnh. Vinh ơi. Vinh. Vinh ơi. Anh trả xe này. Anh đi đâu đâu về đấy. Anh đi một tí giờ em không có đi tập kim một cái này. Mà xe sao bẩn này. Anh bị ngã mương. Ngã mương gì mà sao đăng Facebook lên. Facebook bảo là tắm xe cho Vinh Tiền Lẻ. Thì anh ngã xuống mương thì anh chụp ảnh trêu đi chứ anh trêu mà gì mà trêu chắc hay là lại làm xe em hả? Anh có làm gì đâu.
Chẳng may ngã trong mương thôi. Thôi anh đừng lý do, em nghi lắm. Nghi gì dở, anh với anh chọn mày bao giờ đâu. Xe em đầy giờ đầy nước chảy đâu đây. Ủa đi bên này. Chẳng may ngã mương. Thôi đừng có lý do anh cháu đi xem mà. Xe hỏng rồi. Sao xe em cũng đổ không lên đường. Xe hỏng rồi. Em bị nghe cho anh làm gì xe em rồi gì. Không anh làm gì đâu. Chẳng may ngã mương thôi. Không mà chẳng may em nghi lắm. Không mà chẳng may anh đi xe bao nhiêu năm nay cũng không mà ngã trong mương ở ngoài đâu. Anh đâu, anh nghi em, anh lại chôn em rồi anh gì rồi. Anh không chôn. Chẳng may ngã mương nữa, xe là ngấm nước thế là hỏng. Thôi, thôi đừng có đi rồi đi cháu. Hỏng hết xe rồi. Đéo ui. Xe cho mượn hơn. Chứ bây giờ hỏng rồi làm nào. Đi chẳng... sửa giá đi có gì nữa, nó làm nào. Đéo hiểu, xe đang lên ảnh giờ. Hỏng hết cả xe đi bữa đi bộ đi về à. Thì anh đã sửa cho mày chưa? Chẳng mày. Em đi đúng anh, đúng anh chứ vứt xe ở ngoài rồi anh. Đâu? Đâu vứt xe ngoài đâu? Vứt xe ngoài mà bùn này đâm xuống đâm thì đâm nó đâm ra được xuống bùn được này. Thì phi đúng mương vậy đấy. Thôi để anh đi sửa giả mày được chưa? Ok chưa? Rồi anh đi sửa. Đây bùn này em nghi lắm. Sao cầm mày quay đi quay. Đúng rồi. Cầm mày quay đi chợ rồi. Ngã ngoài rồi. Để anh đi sửa xe. Nói thật anh, phải anh chôn em không? Đúng không? Phải vứt đi xe em ngoài không? Phải. Đi ngay mà đùa chứ. Thôi thì bây giờ anh đi sửa xe giả mày đi. Đang ngon đi, đang ngon giờ. Đây bùn này đùa chứ. Ok, vậy là xong clip nha. Tôi đã chọn mình nhẹ xong. Cảm ơn các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Bung tué rồi. Xin chào tất cả các bạn.